Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 20. Bỏ học thuốc theo học đạo. Hòa thượng học 2 năm rưỡi đã thông suốt kinh điển nhà Nho. Ngài cũng rộng xem các sách y học, bói toán, chiêm tinh tướng số. Mặc dù cha mẹ hòa thượng muốn ngài hành nghề y, nhưng hòa thượng vẫn quyết định xuất gia tu đạo, với hoài bão xiển dương Phật pháp, quảng lợi quần sanh, thực hiện việc cứu nhân độ thế. Hòa thượng kể: "Tôi có một bạn học, anh đã học được 15 năm, còn tôi chỉ học có 2 năm rưỡi, nhưng vẫn học hơn anh ấy 2 bộ sách. Tôi học xong Ngũ Kinh và Tứ Thư, trong 8 cuốn cổ văn, tôi đã học hết 7 cuốn. Tôi học được 15-16 cuốn sách về y học. Tới lúc tôi 18 tuổi thì không còn học nữa. Lúc đó, ít có thầy thuốc nào học được nhiều sách như vậy. Dù tôi học qua y học, kinh dịch, bói toán, chiêm tinh tướng số, nhưng tôi đã không làm các nghề đó. Tôi có thể phê đoán 8 tự về tướng số, nhưng tôi cũng không phê, bởi vì cái đó không cứu cánh. Tuy là thật đi nữa, nhưng đều là nói dòng do Tam Quốc thôi. Sở dĩ tôi học nghề thuốc là bị ép buộc. Bị ai ép buộc? Bị cha tôi ép, vì cha tôi là nông dân. Sau khi tôi được đi học, ông bảo tôi học sách y dược, nói rằng ngành y học rất hữu dụng, có thể kiếm ra tiền. Tất nhiên lệnh của cha khó cãi, nên tôi bữa trưa thì học sách y, buổi chiều thì học như thường. Đợi khi học xong những sách y dược, bệnh gì tôi cũng biết, nên cũng đã trị bệnh cho một số người. Thầy của tôi cũng là thầy thuốc. Khi khám bệnh người ta, thầy bảo tôi bắt mạch, tôi cũng giúp thầy hốt thuốc. Nhưng tôi là một người, nói ra thật là ngu, vì tôi không muốn có tiền, cả đời tôi đều không có duyên với tiền. Dù cha tôi rất nghèo, nhưng tôi vẫn an bần, cam tâm chịu nghèo. Tôi nhận thấy nghèo cũng giảm bớt rất nhiều phiền não, rắc rối. Tôi cảm thấy tiền là cái gì đó dơ bẩn, không sạch sẽ chút nào. Nếu như tiền đến không có lai lịch minh bạch thì càng không trong sạch. Hơn nữa, ví dụ như có 100 người, tôi trị hết bệnh cho 99 người rưỡi, còn sót lại nửa người không trị được, tôi cảm thấy rất có lỗi với người đó và cũng bị lương tâm mình cắn rứt. Bởi vậy, tôi cũng không học nghề thầy thuốc. Ha ha ha, 问什么的说